kia. Cái miệng của Linh lắm tôi, cứ cù ông bị đuổi là ông bị đuổi thôi. Bye bye. Dạ. Tao đuổi nó đó là để cảnh cáo mày đó nghe chưa? Dạ. Nếu mày còn tình trạng mà giống như đó, tao đuổi hết. Dạ. Đừng có tưởng một thằng đầu bếp không thôi mà tao không dám đuổi nghe chưa? Dạ. Mày nên nhớ cái câu là không mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng chợ vẫn đông vui. Tao không cần. Bây giờ mẹ ở nhà đi. Ờ, chị đi đâu? Tao đi chợ Sài Gòn. Hả? Tao đi chợ, tao mua đồ về tao nấu nướng. Mày nên nhớ, khi mà tao đi chợ Sài Gòn, tao bước chân về nhà rồi, nhiệm vụ của mày ở trong cái quán này là phải có khách, phải có khách. Không thôi tao trừ luôn mày nghe chưa? Dạ em hết lương về 3-4 tháng rồi, trừ giờ còn trừ nhiêu nữa? Tổng cộng bây giờ mày thiếu tao 1 năm lương rồi đó. Gì kỳ vậy, mới có 3 tháng vậy lên tới 5. Mày phải làm mãn đời cho tao nghe chưa? Gì kỳ vậy trời. Bây giờ sao? Dạ. Bây giờ không tiền thì trả tiền cho tao 1 năm lương đi. Em sẽ kiếm khách chỉ đi chợ Sài Gòn. Tao đi à? Dạ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Trời ơi, ba ác như mụn sim la mà ba hát. Má ơi, giờ cái cuộc đời tôi chôn chân suốt cuộc đời tôi trong cái quán này. Giao một cái nhiệm vụ thì là vô duyên trời ơi. Tự nhiên bắt cái đi chợ về cái tự nhiên có khách. Ô bị điên, sao tự nhiên có khách, một khách nó tự nhào nó nhào vô chứ làm sao mà có khách. Tự nhiên cái đi chợ về mà có khách, tự nhiên hôm nay tôi đang đứng đây, cái tôi quay qua có người khách hả? Làm sao mà có được chứ? Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nghĩ là khách đó nha, đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nói khách đó nha. Đừng ngồi nha, đừng ngồi nha, đừng ngồi nha. Anh là khách phải không anh? Dạ, dạ, dạ. Chúng ta nói chuyện được không vậy? Ồ, sao hình sự quá nhỉ? Dạ, được. Đây đúng là quán ăn không? Dạ, chứ không lẽ đây là shop thời trang? À, quên. Đúng là quán ăn? Dạ, đúng là quán ăn. Bây giờ... anh cần cái gì? Cậu cho tôi biết. Dạ. Trong quán của cậu... dạ. Có những thực đơn gì? À, anh là khách, anh muốn ăn phải không ạ? Tôi cần biết quán đang có những món gì? À, vú thỏ. Dạ, đó. Cánh cào cào, nướng muối ớt, đồ đó. Dạ. Sao món quái vật không vậy? Thì đó, nó, quán em nó cũng này. Tôi nhìn đi. Dạ, dạ. Thường thôi nha, thường thôi. Dạ, dạ, dạ. Đối với tôi, thường thôi. À, anh là doanh nhân, em hiểu mà. Anh nhìn anh mặc sang trọng là em thấy là anh cái đẳng cấp anh cao lắm. Dạ. Cho tôi biết thực đơn thường thôi. Ủa là sao? Cái món ăn, món uống có những loại gì? Nước uống trước đi. Dạ, nước uống ạ. À. Dạ, nhà quán em là có rất là nhiều cái loại, chẳng hạn như là nước suối và nước không suối, em muốn uống nước nào? Thường thôi. Nước suối? Dạ. Nước không suối? Dạ. À, thế nào là nước suối và nước, thế nào là nước không suối? Dạ, nước suối có nghĩa là một cái loại nước mà lấy từ cái nguồn chính gốc của nó là cái nguồn suối. Suối chảy ra thành nước và lấy cái nguồn nước cái từ suối thì người ta gọi đó là nước suối. Còn nước không suối là lấy từ những cái nguồn nước mà những cái nguồn nước không chảy ra từ suối, có nghĩa là những cái nguồn nước không phải là suối. Anh hiểu không? Thường thôi. À dạ, được rồi. Thôi thì bây giờ ngoài cái nước suối còn nước gì nữa? Dạ thưa anh, ngoài những cái loại nước bình thường ra thì còn có những cái loại nước đặc pha mà chúng em có hai loại đặc trưng, một cái được gọi là chè xanh, một cái được gọi là màu xanh của chè. Ta... hiểu không? Chè xanh và màu xanh của chè. À, thế nào là chè xanh và thế nào là màu xanh của chè? Dạ có nghĩa là như thế này, chè xanh nó là cái gì? Chè xanh nó là cái gì mà người ta gọi nó là chè xanh? Anh có biết lá trà không anh? Biết. Đó, mà trong Nam mình gọi lá trà, còn ngoài Bắc người ta gọi là lá chè. Đó à. Thì lá chè nó cũng như là lá trà, lá chè nó màu xanh, hái xuống nó màu xanh, nấu ra cái nước nó màu xanh. Thì cái màu xanh đó người ta gọi là màu xanh của chè, nhưng nó không được gọi là màu xanh của chè, bởi vì nó là gì? Nó là chè xanh. Hiểu không? À. Gần hiểu. Gần hiểu rồi đó. À. Thì đó là chè xanh. Cái bắt đầu cái mình lấy cái lá chè ra, mình ép ra cái nước chè của cái lá chè màu xanh thì chúng ta gọi đó là chè xanh. Thế còn cái kia nó là màu xanh của chè. Tại sao nó là màu xanh của chè? Nó là cái gì mà người ta gọi đó là màu xanh của chè? Như vậy nó có phải là lá chè xanh hay không? Dạ thưa không. Nhưng mà tại sao không mà nó vẫn được gọi là màu xanh của chè? Nó là cái gì? Cuối cùng nó là cái gì mà nó gọi là màu xanh của chè? Dạ, nó là chè đậu xanh. Thôi. Bây giờ chè đậu xanh, nó lại chè đậu xanh đi mà đặt nó hồi chất quất luôn. Bây giờ quán có chè đậu xanh phải không? Đúng rồi. Rồi cho một ly chè xanh. Bữa này là kiếm chuyện lại em nè. Kiếm chuyện gì? Thường thôi, chè xanh thì chè xanh, đợi chút xíu có chè xanh vào đây. Đây đây, chè xanh có đây, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Giờ cho anh đây, đây là một ly người ta gọi đó là chè xanh.
ha. Mời anh hãy thử uống xem. Đó, nó rất là ngon, nó có cái màu xanh của chè, nhưng mà không gọi là màu xanh của chè, nó vẫn được gọi là chè xanh. Bởi vì sao? Bởi vì nó được nấu từ lá chè xanh. Mời anh uống. Chè xanh? Dạ. Uống thử xem. Được, có màu xanh của chè. Dạ, rất là ngon, anh thấy không? Nó có một cái màu xanh gọi là màu xanh của chè, mình vẫn không gọi nó là màu xanh của chè, là tại vì mình nấu từ lá chè xanh ra, em gọi nó là chè xanh. Anh cứ uống thử đi, hiểu, rất là ngon. Tất nhiên đó, và nghe là anh đừng có vội vàng, em phải nói cho anh nghe cặn kẽ đến hiểu tại sao nó là chè xanh, anh hiểu không? Thường người ta gọi nó là chè xanh hay là gọi nó là trà đá. Trà đá là em không chịu, đúng không? Trà đá là sao? Là trà cục đá. Không đúng, người ta gọi đúng cái tên nó là nước ép lá trà đông lạnh. Anh cứ thử uống xem. À, đúng rồi, nước ép lá trà đông lạnh. Anh đừng có vội ha, đơn giản nó là như vậy. Nước ép lá trà đông lạnh nó là cái gì? Là cái nước ép từ cái lá trà xanh nó ra rồi mình đem đông lạnh, đông lạnh nó mà ngon đó. Anh thử uống thử coi, nó khác cái mùi đó, rất là ngon. Yeah. Đơn giản là như vậy, anh thấy không? Khi mà người ta ép nó ra đó, mà người ta bỏ đá vô thì gọi là trà đá, chứ còn người ta bỏ đá bào, đá nhuyễn vậy thì nó là nước ép lá trà đông lạnh, nó rất là ngon. Cứ uống thử cho em nghe. Thấy sao anh? Thấy khác không? Nó trà đá mà. Ừ thì trà đá đó anh, nó là trà đá mà. Em mắc mới gì quảng cáo dữ vậy ông nội? Dạ thì cái nghề của em nó vậy, em quen rồi. Nghề nghề gì mới uống ly trà đá quảng cáo vậy, rồi kêu món ăn thì sao? Bực bội. Ngồi xuống. Dạ. Ủa, thôi anh khách, anh ngồi với em đâu có ngồi. À quên, mời ngồi để cùng đàm đạo việc kinh doanh. Thôi em không dám, anh là nghề cao siêu đó, em không có dám đàm đạo, em là bán buôn nhỏ em. Thôi được rồi, cho tôi hỏi. Dạ. Ai là chủ nhà hàng này? Dạ em. Em không phải là chủ nhà hàng. Không phải? Dạ. Vậy là chủ nhà hàng đâu? Đang đi chợ về. Cái quán của cậu là quán kinh doanh ăn uống đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn uống không thôi à? Thì ăn uống không thôi, quán kinh doanh. Không có gì khác nữa à? Không lẽ quán ăn giờ phải bán quần áo? Cậu đừng nói vậy. Sai lầm, sai lầm. Bất cứ một vấn đề gì trong kinh doanh bây giờ, nó phải được phối hợp, nó phải được ăn ý với nhau. Bất cứ một vấn đề gì nó phải đi đôi với nhau. Tại sao ăn uống mà không có gì khác nữa? Ý cái dòng nói chuyện mà không hiểu này nó quen quen nè. Cậu còn không sáng hiểu giờ, hơn tôi nữa. Sáng giờ làm như cái dòng này nó quen quen nè. Anh bây giờ em hỏi thiệt, giờ anh muốn cái gì anh nói liền tiếng đi chứ giờ em. Bây giờ đây, cậu nhìn đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ cậu như tôi đi, là một khách hàng bước vào quán này. Và tôi như cậu đi. Dạ. Đúng chưa? Ăn uống xong rồi, người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng hả? Người ta nhức đầu. Thì bây giờ cậu làm gì người ta? Ai biết trời, thì bây giờ ăn xong thôi đi về chứ làm gì. Đó, cái đó mới quan trọng, cần phối hợp kinh doanh. Phối hợp cái gì, nói không hiểu cái gì. Bây giờ vị trí của cậu chuyển qua tôi. Đằng sau tôi sẽ làm bồi, còn cậu là một người khách. Dạ, thấy không? Đúng chưa? Nhìn đi. Đưa đây. Không hiểu. Giờ tôi như cậu nè. Chào ngài, mời ngài ngồi. Ủa vậy hả? Là tôi là khách, anh là tôi phải không? Đó. Ồ, lâu lâu mới có người mời lại mình ta. Thì tôi cứ ngồi. Dạ. Đó. Đúng chưa? Dạ. Rồi sau khi mà mời người ta ăn uống xong xuôi rồi, đúng chưa? Dạ. Nó phải là ăn uống xong xuôi rồi cái đứng đó đi. Dạ, xin ngài cho tôi được tính tiền. Đúng rồi. Quá thô thiệt. Đúng rồi. Như thế là quá thô thiệt. Trước khi muốn tính tiền người ta, mình phải qua. Dạ, mình qua sao? Tiếp cận. Dạ. Người khách. Chắc ngài ăn ngon chứ? Dạ, rất ngon. Ngài dùng nước được chứ? Dạ, chưa uống gì. Trà đá uống đi. Bây giờ, trước khi tính tiền, đó, mình phải làm một động tác để cho người ta khơi gợi, người ta cảm thấy thoải mái khi móc bóp ra, đưa tiền cho mình. từng ngón tay. Trời ơi, tra tấn. Chưa hết. Còn một món cuối cùng nữa. Cái gì nữa? Cái này là món này món của gia truyền nha. Gà luộc cúng tổ tiên. Là cái gì? Đó. Khỏe chưa? Con điên bây giờ muốn cái gì? Hả? Bây giờ muốn cái gì? Tự tử. Anh điên hồi sáng thì tôi gặp tổ thứ gì đó mà. Bây giờ muốn cái gì? Vô đây tự nhiên bẻ người ta. Bây giờ cúng tổ tiên. Tự tử. Gì dữ vậy đây nè? Cho bạn nhìn nè, đó. Qua đây đi. Thấy chưa? Phải biết cách phối hợp kinh doanh. Mình mời người ta ăn uống, trước khi tính tiền mình phải đấm bóp chắc hơi cho ta thư giãn về nhà thoải mái. Mà khi mà đấm bóp chắc hơi xong, họ cảm thấy họ móc cái bóp ra nó cũng vui vẻ, đúng không? Có nghĩa là nãy giờ là ông là tiếp thị.
Massage hả? Đúng, massage. Massage sauna hả? Chị muốn nói nghe, anh em mình làm việc chung với nhau đúng không? À, bạn thì chạy bàn, còn tôi thì lo công chuyện massage. Người ta ăn uống xong người ta thấy mệt mỏi, mình tắm bớt chút hơi rồi thì họ khỏe mắng trả tiền đúng không? Mà nhiều khi mà bạn chạy bàn mệt quá, tôi đấm bóp cho bạn không tính tiền luôn. À, đó, là định xin vô quán này làm luôn hả? Chơi mà chỗ khi nào về nè, mình chờ được không? Khỏi chờ. Tao tiếp mày luôn nè. Bà cậu nội mày đi chưa hả? Hả? Từ nãy giờ, từ sáng giờ kiếm kiếm hả? Hả? Bà đi đứng nằm đứng nổi ơi, có đi chưa hả? Mua dẫn mặt cái tôi hả? Hả? Từ sáng tới giờ rồi hả? Đi ra đuổi thiệt hả? Cái gì đó? Đi làm gì vậy? Anh nè, dạ dạ đáp xuống chị. Dạ chị đáp xuống. Dạ dạ đây nè, chị cứ đáp xuống. Dạ hết sức thoải mái. Dạ em xin lỗi chị, em đâu có biết là nó đúng cái tọa độ này. Dạ em chị giận quá. Dạ không được thì thôi em đèo đi. Dạ dạ mày bỏ xuống cho tao. Dạ, em đâu có biết, xin lỗi chị. Trời ơi cái gì vậy hả? Mày làm cái hành động gì vậy hả? Mày quăng khăn vô mặt tao vậy đó hả? Dạ không có, tại vì em sao em quăng cái thằng nãy đó tự nhiên vô chị. Em báo chị một tin vui. Em báo chị một tin vui. Tin gì? Dạ em mới vừa đuổi một thằng khách. Mày nói cái gì? Hồi sáng tới giờ biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong quán của mình. Bây giờ có một người khách vào đây mà mày đuổi là làm sao? Trời ơi chị, chứ nó đấm bóp giác hơi, nó không có tiền. Nó vô nó uống một ly trà đá mà nó còn không trả. Mà chị nghĩ sao? Bắt buộc mày từ bây giờ cho tới hết ngày hôm nay mày phải tiếp một người khách cho tao. Còn không, thêm một tháng luôn nữa là một năm và một tháng. Hiểu chưa? Yeah. Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị, tôi tên là Hồng Ngọ. Mày là con ngựa, mày đáo giác mày tìm chỗ mày ra khỏi cái nhà này hả? Hả? Ủa ba ở đâu mà sao con làm gì ba cũng biết hết trơn vậy ba? Ba ơi, ba ra đây con nói chuyện chút xíu ba ơi. Mày ồn ào quá, câm họng lại đi, tao xuất hiện rồi mày. Mày nói tao cô dâu hả mày? Chứ ba mặt lè lẹt quá, hột quá trời hột rồi, giống y chang cô dâu vậy đó à. Hột nhiều quá để làm gì con, phải gắn lên trên này hiểu chưa? Ba vậy chừng nào ba mới cho con lấy chồng? Không có chồng gì hết trơn á. Sao vậy? Tao nói cho mày biết nghe, đàn ông trên đời này bây giờ không có ai tin tưởng được hết á. Toàn là tiểu nhân bị ổi hạ lưu đê tiện, đạo sĩ thúi không à. Nói chung đàn ông là một sinh vật hiếm có tàn nhẫn nhất trên hành tinh này hiểu chưa? Ba mắc cười quá à. Phải chi ba là má ba hận đàn ông á, con thấy mắc cười. Ba là ba là đàn ông, mắc mớ gì ba hận đàn ông dữ vậy? Tại má mày tao mới hận đàn ông á. Thôi ba đừng đổ thừa, má con mất từ lúc con còn nhỏ xíu kìa. Trước khi má mày mất á, má mày đã lấy tao rồi, đẻ mày ra rồi. Vậy đó mà cứ đem tao ra so sánh với một số đàn ông khác, so sánh một cách khập khiễng. Nghĩ sao tao vậy đi so tao với Bình Minh. Một ngày nọ bà ngồi bà lặt ra, bà nhìn lên tivi bà thấy Bình Minh, bà la lên nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới cao được bằng Bình Minh. Má con nói đúng chứ bộ. Đúng cái gì mà đúng, sao bà nhào vô tivi bà hỏi Bình Minh, Bình Minh chừng nào mày lùn bằng chồng chị. Rồi cái xong tao tức quá tao đổi kinh, cái bà thấy Phạm Văn Mách cái bà cũng so sánh với tao nữa. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới có cơ như Phạm Văn Mách. Má con nói đúng chứ bộ. Sao bà nhào vô bà hỏi Phạm Văn Mách, em ơi em có cơ nhưng mà chồng chỉ có bắp. Trời ơi. Xong rồi tao mới chuyển kinh, tao thấy Nhật Cường là tao yên tâm rồi hả. Vậy mà cũng đem tao ra so sánh nè. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi có nhiều mụn như Nhật Cường à. Để chứng tỏ người đàn ông bản lãnh. À. Nổi điên không? Sao bảo nhào vô bà hỏi Nhật Cường ơi, chừng nào em nặng sạch mụn bằng chồng chị. Gây qua gây lại cái bà ói máu mà chết trên giường à, nổi điên không?
Đó thì giờ á chừng nào mới cho con lấy chồng? Không có lấy chồng vậy đó, tao gìn giữ cho mày mấy chục năm rồi, làm ơn làm phước gìn giữ thêm vài chục năm nữa đi bà nội. Ba nói ba nghe nè, ba đừng nói với con á là chỉ khi nào á mà con kiếm được người đàn ông á y chang ba, ba mới cho con lấy nghe. Đúng vậy, chừng nào kiếm được một người đàn ông xuất sắc như tao thì để tao cho lấy. Kiếm rồi mà kiếm không có ra. Con nói ba nghe nè, trên đời này á có mình ơn ba thôi đó. Con nói thiệt, ba ném về á quái thai quái thú đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai nói mày tao quái thai quái thú đó mày? Tao là quái vật nha mày nha đó. Không có chồng gì hết trơn á, mệt quá đi. Ba à, con nói ba nghe nè, ba nhìn kỹ con đi nghe, rồi quay sau lưng quay. Đó, dắt tay nhau đi nè. Thôi, giống y chang bà mẹ dắt con đi siêu thị không? Rồi, quay ngược lại nữa nè, dắt đi nữa nè. Đó, nhìn từ trước nhìn lại đó, giống như chị dắt em đi học vậy đó. Giỏi lắm á, người ta nhìn kỹ vô mặt hai đứa mình á, người ta tưởng hai bà bạn thôi. Trời ơi, mày nghĩ sao mày nói tao bà bạn này vậy bậy, hả? Chứ ba bận gì ra đường, ai nói ba là ông á, con ba đó. Tao nói không có chồng gì hết trơn nghe, nghe lẹ mệt lẹ mỏi quá mày quá. Ba, cái gì? Trời ơi, ba thay đổi cái suy nghĩ của ba đi. Con bữa nay con qua mặt ba rồi đó, con vượt rào rồi đó. Hả? Mày vượt rào rồi hả? Trời ơi, hèn chi tôi thấy nó sổ ra như bao gạo vậy trời ơi. Trời ơi, con mập là tại vì con già rồi, con mập đó chứ không phải là con cái vụ kia đâu, ba đừng có tưởng. Con già lắm rồi đó, con nói cho ba biết. Chứ mày nói mày vượt rào là sao? Hôm nay con mời ảnh tới cho ba coi mặt đó. Trời ơi, mày gan quá vậy hả? Ba nghe nè, ảnh đó ha, là một người á, nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Mà ảnh ở trong đoàn á, ảnh là kép chánh không đó ba. Ảnh chuyên môn đóng những cái vai mà kêu bằng á, là con người nghĩa hiệp. Một cái con người mà tốt mà ta nói trời ơi, bản thân ảnh anh tốt từ trên sân khấu tốt ra tới ngoài đời đó ba. Ảnh xin người ta hả, đóng mấy cái vai á, mà cà chớn cà cháo hả, chưa bao giờ ảnh được đóng luôn. Ba mà gặp ảnh nè, mà ba sẽ hối hận nếu mà ba không cho con lấy ảnh. Ảnh là cái niềm ước mơ của biết bao nhiêu nhỏ hot girl đó ba. Vậy thằng đó chắc nó bị điên rồi sao? Hot girl nó không lấy nó hốt nguyên con voi đừng tánh linh vậy trời. Cách đây chục năm con cũng hot girl chứ bộ, tại vì ba vú hoài ba không có cho con lấy chào. Ai vậy? Đúng. Trời ơi, anh tới. Honey, tao xem lừa dối anh. Gì vậy? Tao xem lừa dối anh. Cái gì? Cái gì vậy? Con riêng phải không? Hả? Hả? Nghĩ sao mà rồi mẹ? Con đừng có nói nữa, đi vô lấy cho chú chi ly nước thì chú nói chuyện với má con. Nhìn kỹ cái mặt đấy nè, cái mặt vậy mà mày kia bằng con hả mày? À, trời, chú xin lỗi. Mày nhìn kỹ mặt tao vậy mà con mày hả mày? Xin lỗi, tại vì trời ơi, tao nói cái dáng học sinh mà mặt phụ huynh. Trời đất ơi. Biết rồi, đây là ở đợ nhà em phải không? Trời đất ơi. Chú lấy nhầm con hai ly nước trà đá rồi nói chuyện nha, cảm ơn chú nha. Cái gì không hiểu hả? À, chắc Việt Kiều phải không em? Nhìn này chắc là Thái Lan nè, phải không? Sao vậy kha? Sao mà đây khá bỏ bây giờ chứ khám chú ta bằng của Nika đang ở đỡ nó khám một cái ly nước trà đá nè. Khám ta lèo 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 lèo. À, biết rồi, Việt Kiều Lào. Sao tổn na tổn la bạc cái quần xa lõn na tổn na quần na bạc ca tổn tổn tẹt ca na. Hứng mà cái là cái tổn tổn. À, người Hàn Quốc hiểu luôn. Phụt chứ có đi gọi nó ở nhớ phụt chứ có đâu. Thế như hai con điên vậy trời. Cái nhà này kỳ quá, bây giờ có lấy nước hay không? Cái gì em? Nghe cho kỹ nè. Sao? Ba tôi đó. À, thì nó bắt đầu sợ rồi. Chết rồi. Nó sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi bác nha. Nó bắt đầu chuyển giọng nịnh mình. Cô không ngờ bác giống như con quỷ vậy bác. Trời đất ơi, con nhìn em đẹp mà cô không ngờ bác nhìn như con quỷ vậy. Không thể một con người nào dị dạng như bác. Bác giống như một cái loài mà đẻ ra mà còn sai múi giờ mà nó nhìn nó kỳ cục lắm. Bác hiểu không? Trời ơi, không có một cái người nào mà lùng một cách giả mang mà lùng xúc phạm người nhìn như bác hết trơn á. Lùng mà lùng không kiên nể ai, lùng bao nhiêu lùng dành hết à. Bây giờ bác thử bước xuống dưới coi, người ta ngồi bằng bác đứng bác tin không? Trời đất ơi, có cái con người nào mà kỳ vậy? Ma mình. Trời ơi, nói tao vậy mà mày ngồi cười hả? Không, con mắc cười, con xin lỗi ba tại con mắc cười. Đó, vậy thôi đi, mình nhìn tao nó hoạt hình cũng ra hai con người này. Mày dễ sợ tao nó làm sao một con chuột mà phọt ra con hà mã. Nó kỳ cục lắm, nó nói tôi mày sao đi mới làm được cái chuyện này. Trời ơi. Bị tán nữa mà vui dễ sợ. Không biết hai ngày xưa người ta làm sao ta. À, hay là làm đặc xăng, đu dây hết rồi. Đu dây thiệt. Đu dây qua đây, cắt dây.
bé học máu. À, không phải đồ gì, chắc chừ. À, biết rồi, tạc răng, đu cục điện. Đu cục điện, phóng thang, leo thang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gạt thang, té. Không phải, ba ơi. Ba, ba. Thôi, để tự con làm được rồi ba ơi. Phải đánh con nữa, con đâu có muốn cười đâu. Tại vì nó mắc cười thôi, con xin lỗi ba. Anh đi, anh đi, anh đi, anh đi, vô, vô tới đi, vô tới đi. Mày sợ bữa hả? Mày sợ hả mày? Đánh cho mày chết, đánh cho mày chết, đánh cho mày chết. À, hay quá, thực hành rất đúng như clip giáo dục của các giáo viên quýnh trẻ em. Hay quá, đây, ê, nói ra kìa, nói ra kìa, cốt con ăn lại đi. Mày sợ hả bữa? Nhớ đầu mày vô luôn nước là mày chết trà nha. Đó, mày sợ hả bữa? Thôi hay quá, à, kiếm lên quyên sinh, đem đi quyên gót từ thiện. Khi không nổi. Trời ơi trời, cái đùi của nó bằng cái lưng của tôi rồi trời ơi. Cái nhà này kỳ quá ha, trật tự nhà này kỳ quá ha, vui quá ha. Bác, trời công nhận gia đình mình vui quá ha. Bác, ha, dính lương sợ. Thôi, bác ơi, thôi nha, bây giờ mình vô đây mình coi như mình hỏi tuổi coi có hợp hay không. Chứ mình thích gia đình này quá, vô đây vui quá. Bác là tuổi gì? À, con chó hả? Nhìn mà biết là chó rồi, mặt như con chó. Em tuổi gì? Anh nó nghe, anh thừa biết nha. Tôi tuổi ngựa anh biết thì đúng rồi, nhìn cái mạng nghe lưới em con ngựa rồi, nó thèm trai ra mặt mà. Con thì là có tánh con là con tuổi hổ, cái tánh con cái mạng con á, cái thiên mệnh anh hùng của con là con hổ. Bây giờ con phải trị vì cái gia đình này thôi. Bụng miệng đó, bụng miệng đây. Ba ơi, cho nó nói. Con không ngờ anh như vậy đó. Trời ơi, anh có biết là tôi giới thiệu với ba tôi về anh sao không? Mà bữa nay anh đến anh làm như vậy. Hả ba, bây giờ ba nói đi, ba chửi đi. Miệng đó lại. Mày vô đây mày nói, mày không cho ai nói hết trơn á. Người ta muốn chen vô người ta nói cũng không có nói được với mày. Hả? Bây giờ mày nín rồi tao cũng không biết nói cái gì. Không biết nói cái gì để tao nói cho mà nghe. Trời đất ơi, cái gia đình này mất đặc tự quá, tôi phải vô tôi làm lại cái gia đình này. Cho coi rúng liền, cho coi rúng liền để xem có vô được cái gia đình này không. Muốn hai coi ba. Đúng à? Muốn coi đúng hả? Trời hả? Ơi, già môn bất hạnh. Người ta nói rúng sâu sống lâu, trời ơi cái rúng mình lồi ra như cái mài ghẻ vậy, sống sao được lâu trời. Bác ơi, bác con nói thiệt khổ quá. Em mà tại sao ba em có như vậy? Ngày xưa nhìn tội nghiệp lắm, quen nhau thấy già hơn mình quá trời, mình nói là chắc là phải lớn hơn mình. Không, coi cái chứng minh nhân dân là nhỏ hơn mình 3 tuổi. Hoang mang, nói 3 tuổi nhỏ hơn mà tại sao cái mặt già như vậy. Thì bây giờ mới hiểu, trời đất ơi, chắc em bị áp chế lắm phải không? Ở cái nhà này stress lắm phải không? Ở với một người cha vậy làm sao mà sống nổi hả em? Anh nín nha. Cái gì? Anh nói thêm mấy tiếng nữa là tôi với anh đập lộn nghe. Anh biết không? Hả? Anh đừng có nói. Tại sao mà anh mất dạy vậy? Tại sao mà anh đối với anh như vậy? Mẹ nó nói đi con. Để cha khỏi đi, cha khỏi đi. Bây giờ cha bịch rồi con cũng biết nói cái gì nữa cha. Không biết nói để ta nói cho mà nghe. Bây giờ tôi vô cái gia đình này để tôi lập lại cái trật tự gia đình này. Cái gia đình này hỗn loạn quá, để tôi giáo dục lại từ đầu. Bác, con sẽ là trụ cột của gia đình ngày hôm nay. Bây giờ cho con hỏi nè. Con nuôi em thì sợ người ta nói là con ăn của nhà mình. Cái nhà này, phòng này của ai? Của bác phải không? Hả? Nó to nhất bây giờ nó là của con. Con sẽ ở phòng đó. À, còn bác thì tớ ở đâu? Toilet đi. Hả? Hả? Con sẽ lấy cái giường ra. Trời trời. Thì nói chung là cái gia đình này là mọi chuyện nó phải theo cái sắp đặt của em. À, thì mai mốt mày đứng im. Cái gì? Mày thông báo cho tao biết cái gia phả nhà mày. Má mày làm gì? Dạ má con làm nghề từ thiện lắm. Làm gì? Đâm thuê. Hả? Má nó đâm thuê. Còn ba mày? Chém mướn. Chị, vậy? Chị em gì không? Dạ có, rồi có 2 người chị nó làm nghề cũng trong sạch lắm. Nghề gì? Tú bà. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà mày nói nó tốt đó hả? Nhưng mà cái đó made in dòng họ, con nó sửa đổ rồi, con không làm gì cả. Con là người rất là đàng hoàng, chỉ có cái con hơi bị vô duyên thôi. Trời ơi. Con sẽ vô cái nhà này, con lập lại trật tự cho nhà này ha. Bây giờ là mọi chuyện, thứ tự gì là do một mình tôi lập hết nha. Coi như là hai cha con có gì từ từ tham thảo với nhau đi nha. Mày cái gì? Mày quá trời rồi, mày đợi tao. Mày đợi tao, tao chịu hết. Sao giận anh dữ vậy em? Trời ơi, đợi tao. Nè, tôi lầm anh từ từ thiệt. 1 năm trời nay tôi mới thấy cái bản mặt thiệt của anh. Trời ơi, tại sao? À, ê, cái gì? Ôi, trời ơi. Ba. Em cứ để yên, em cứ để yên. Có chém được ta không? Thử chém có được không? Tao giết mày. Cái thân còn không bằng cái cây, nó giật cái mất thăng bằng chơi nè. Thằng đó, thấy không? Muốn chém là phải chém như vậy nè. Một phát lại đi đời. Trời ơi, anh bị cái gì vậy hả? Anh bị cái gì vậy? Anh vô đinh rồi chém cha tôi là sao? Không có bị cái gì hết. Anh sẽ chém em ra luôn. Nếu em cắn được anh, em sẽ làm món sushi cho cả nạp này. 1, 2, 3. Dừng tay lại.
Trời ơi, thiệt tình quá đáng luôn ha. Ai vậy? Tôi ở bên xóm mà tôi thiệt ra tôi bây giờ tôi thấy xảy ra một cái chuyện mà vô cùng bất bình ha. Cậu cậu nè ha. Bây giờ tôi xin phép cậu cho tôi đấm cho mặt cậu một cái nha. Tại sao? Không, tôi rất là thần tượng cậu ha. Tôi coi trên phim nè, tôi coi trên kịch nè, cậu đóng những cái vai vô cùng anh dũng, vô cùng dễ thương, vô cùng là cao thượng. Tại sao bữa nay ở ngoài cậu làm tôi thất vọng quá? Cậu hổn tới mức độ mà tại sao cậu thương mẹ mà sao cậu không bồng con? Cái gì vậy? Tôi thương mẹ là phải thương con người ta sao con kiếm? Trời đất ơi, sao không nói tôi con nói trơn lại sao trời? Ờ giờ bác cha tám, cha vô duyên, cha kế bên nhà tôi lạnh như không nhận ra tôi vậy cha. Mẹ bận quá đồ nhìn đâu ra. Dạ chào hiệu trưởng trường Kim Đồng. Hả? Trời ơi. Đó là sao con làm như vậy? Tôi thất vọng quá, tôi rất là thương cậu, tại sao con làm như vậy? Cậu làm mất nhân cách, một người không có trọng lương, cậu đáng giọng cho mặt cậu. Tôi giọng mặt cậu. Đánh đi anh. Đánh đi. Chửi em nữa đi anh. Đánh đi. Ủa tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu kêu đánh làm sao? Cảm ơn anh. Trời ơi. Trời thương lắm á. Tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu không né mà cậu kêu đánh làm sao? Trời, lần đầu tiên mười mấy năm em diễn vai chép kép chánh, lần đầu tiên em vô vai ác mà tự nhiên có người quýnh em thành công quá hả? Ủa là sao? Con xin lỗi gia đình, anh xin lỗi em nha. Con xin lỗi bác, anh xin lỗi chú. Tất cả con không phải là cái gì mất dạy gì đâu. Tại vì cắt máy đem, cắt máy đừng quay nữa. Cắt, ừ đó cắt. Ủa gì vậy? Bốn năm thằng quay biết thằng nào cắt dạ, hả? Tại vì con kêu mấy thằng nhỏ đó nó quay lại cảnh này. Tại vì đạo diễn từ xưa giờ giao con vai kép chánh, không bao giờ giao vai kép độc, không có vai tính cách nào trơn. Con muốn đổi mới, con không muốn là kép chánh hiền lương nữa. Con muốn một cái gì đó sáng tạo hơn cho khán giả. Không còn cách nào con phải lén vô cái nhà này. Con liều luôn, làm vậy cho cảm xúc nó thật diện mới đã. Anh nói nha, tại sao anh không kiếm chỗ khác? Anh thử cảm xúc mạnh vô nhà để anh thử đặng mà. Thì anh hổn với ba quá. Phải, chỉ có em thương anh làm vậy được. Chứ vô nhà người ta, ta quýnh anh chết đấy. Thì ra là nãy giờ là cậu Thành đang đóng phim ha. Dạ con đóng phim thử đi, con cảm xúc nó thật đi. Con gửi băng cho đạo diễn, đạo diễn giao vai mới cho con. Bà nội già, bố cái quá mạng. Thôi giờ cái chuyện gia đình năm mới chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nha ha. Rồi chúc hiệu trưởng cũng khỏe ha. Hiệu trưởng cái gì? Con trai già đừng nhiều chuyện đó, nhà nào có chuyện chẳng nhoi vô hết trơn à. Thôi mà. Thôi đi về đi ông nội. Dạ cảm ơn xin lỗi. Thứ 8 là đúng lắm rồi đó. Xin lỗi, không xin lỗi. Đi đi. Mà ba thiệt. Con xin lỗi quá nè mày, xin vô xin lỗi hả mày hả? Mày nói quá trời, mày chê bai quá rồi mày xin lỗi câu hả mày hả? Em hai đứa mày tin không? Tao cái bạc bạc hai đầu nằm đây nè, tin không? Ô mà bá cường quá anh nói vậy rồi mày binh ha, chưa gì mày binh là tao lóc mỡ mày giờ đó nha nha. Chà ờ quỳ đi anh, em kéo quá lại cha lại. Anh nói vậy rồi lẽ về cho còn chém. Cha thấy không, anh yêu nghề tới cỡ đó mà sao cha chém anh chi cha? Thương con gái tôi phải không? Anh cũng kỳ nữa, mai mốt mà anh có muốn vậy anh nói em phụ với anh diễn đặng lừa gạt ba. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chết em con mày đánh nó bồm đầu hoài nó không sợ tôi à trời. Chết em con, chết rồi em. Cưới con tôi về cho nó ở đâu? Dạ tôi nói chứ con thương em lắm. Đi đứng dậy đi em, thưa với ba đi mình cưới hỏi nhau. Con xin lỗi bác, con không phải là người như vậy đâu, bác thương con nha. Cưới em về con lo cho em đàng hoàng, lo cho bác luôn. Dạ con mới mua được cái chung cư cao cấp. Cấp mấy? Dạ cấp 4 bác. Nhà cấp 4 là cao nhất rồi nhà đó. Nhà cấp 4 mày đặt nói chung cư cao cấp mệt mỏi quá. Ồ cao nè quá. Tôi có một đứa con gái rượu thôi à. Rồi lôi nó đi đâu? Thôi được rồi, cưới nó xong rồi về ở trong nhà này luôn. Dạ. Cậu tuổi gì? Dạ con là tuổi Dần phải không? Nó đó. Dần. Dần Túc Ngọ Tam Hạp đó. Phải không? Nếu vậy thì Tết này cưới luôn hả bác? Cưới luôn đi con. Dạ cảm ơn bác. Con cưới luôn rồi con về nhà này, con muốn ở đâu con ở. Dạ ở phòng này được không? Phòng con đó cha. Xin lỗi bác. Dạ mời kịch xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin cho một tràng pháo tay cho hai người anh người chị rất là đáng yêu của Trấn Thành, đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí. Cảm ơn hai anh chị, cảm ơn hai anh chị rất là nhiều.